Cô giáo mà chúng tôi nhắc đến là Hồ Thị Ca, sinh năm 1994, hiện là giáo viên phụ trách điểm trường Tắc Lẻ thuộc trường mẫu giáo xã Trà Len. Đây là điểm trường heo hút nhất, nằm tách biệt giữa núi rừng, cách trung tâm xã Trà Len khoảng 5 km. Điểm trường này nhìn bên ngoài chỉ là gian nhà tôn, nền xi măng, khung được thương tạm bằng tôn, không tường rào, không bảng hiệu, cũng chẳng có điện lưới, sóng điện thoại hay internet. Tất cả đều hoang sơ như nguyên thủy. Hàng ngày ở đó, cô giáo trẻ vẫn miệt mài lên lớp dạy trẻ cho chữ, nuôi lớn hành trình thoát tâm tối để người ca dông bước ra khỏi đại ngàn. Sau tôi đi từ điểm trường xã là còn phải có đồ cho học sinh là đi bộ từ đó, nếu mà đi nhanh cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Phải có đồ học sinh ăn uống thì cũng có một phần học sinh ở lại nữa. Đi phải tranh thủ, vì chiều chủ nhật là phụ huynh xuống gửi cho học sinh rồi, nên tôi phải tranh thủ lên trong chiều chủ nhật. Con đường dẫn từ xã Trà Len ngược lên điểm trường Tắc Lẻ dài chỉ chừng 5 cây số, nhưng phải đi bộ hơn 3 tiếng đồng hồ qua những vách núi dựng đứng. Đường lên nóc không thể đi bằng xe máy mà chỉ có thể lội bộ. Vậy mà suốt năm qua, cô Hồ Thị Ca vẫn miệt mài ngược núi, đầu tuần cõng đổ lên núi, cuối tuần tranh thủ về nhà thăm con. Hành trình ấy chưa một ngày dừng lại. Là như thế này thì lúc tôi đi là con có hai đứa nhỏ, đứa 5 tuổi và lại đứa 3 tuổi. Khi đi thì chồng phải giữ con ở nhà nên bản thân tôi thì phải, mặc dù khó khăn về gia đình nhưng vẫn cố gắng khắc phục khó khăn đó để giúp cho mấy đứa cháu ở trên đây biết chữ này, biết đọc này. Tôi phải khắc phục cái đó. Toàn xã Trà Len hiện có 8 điểm trường mầm non nằm ở quanh các khối núi thuộc dãy Ngọc Linh. Điểm trường Tắc Lẻ là nơi khó khăn, cơ sở vật chất tạm bợ nhất, được mở từ nhiều năm trước. Năm 2008, ngay khi vừa tốt nghiệp ra trường, cô Hồ Thị Ca đã tình nguyện lên điểm trường này dạy chữ cho trẻ. Trong tổng số 23 trẻ con em đồng bào đang được đến lớp hàng ngày để học chữ, thì có 10 em nhà quá xa nên được cô giáo giữ lại trường. Hàng ngày cô Ca vừa đóng vai trò là cô giáo dạy chữ, vừa như một người mẹ của các em. Vừa chăm sóc, lo ăn uống, bảo ban các cháu đều một tay cô giáo Hồ Thị Ca đảm nhiệm. Để có thêm dinh dưỡng cho trẻ, cô còn trích lương của mình, vận động thêm các mạnh thường quân gửi đồ ăn lên để có thêm các khoản giữ trẻ ở lại lớp. Bà Hoàng Oanh, hiệu trưởng trường mầm non Trà Len cho biết, đối với giáo viên dạy học ở một nơi được mệnh danh đỉnh trời như Tắc Lẻ, thì chỉ có tình yêu thương trẻ, tình yêu nghề và lòng dấn thân mới có thể giúp giáo viên bám trường, bám lớp.